Ok, xin chào các bạn. Video hôm nay tôi sẽ đổi không khí một chút. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn vừa có thể luyện nghe, vừa luyện đọc và vừa luyện luôn cả những cái kiến thức mới về tiếng Anh. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn. Đầu tiên thì tôi sẽ cho bạn nghe một cái đoạn tiếng Anh ở trong cái video này. Bắt đầu nghe luôn ha. The secret is actually very simple. If you want to develop that intense, insane level of discipline, the only thing you need to do is to... In this video, I'm going to share with you the number one secret that you need to know in order to become disciplined. And I'm going to do it by sharing with you a personal story. Back when I was in university, I was the person who would always do just enough to get by. I did just enough work to get the grade I wanted. I would hand in my assignments. Rồi, ok. Chúng ta sẽ chỉ nghe tới đây thôi. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn để mà chúng ta vừa đọc hiểu và vừa nghe hiểu. Ok ha. Bây giờ các bạn nhìn lên ở trên màn hình, nhìn theo cái chỗ con chuột chúng ta đấy, thì ở đây là cái phụ đề của cái video này. Và để cho các bạn dễ nhìn thấy thì tôi sẽ zoom nó to lên một xíu để các bạn dễ nhìn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn cái câu đầu tiên theo con chuột của tôi. Ở đây các bạn thấy tôi có cái câu đầu tiên, đó là In this video I am going to share with you the number one secret that you need to know in order to become disciplined. Ở đây trước nó vẫn còn một cái đoạn nữa, nhưng mà đây chỉ là cái đoạn giới thiệu thôi, cho nên tôi sẽ không hướng dẫn cho các bạn. Tôi sẽ bắt đầu từ cái khúc In this video ở đây ha, từ cái dây số 12. Trước cái dấu phẩy thì chúng ta có cái cụm từ, đó là In this video. In ở đây có nghĩa là trong nha các bạn. Còn this video có nghĩa là cái video này, cái video này, cái video này. Đấy, bạn thích đọc sao cũng được hết. Nhắc lại một chút về cái cấu trúc của cái chữ this này. Thì thường á, thì cái chữ this này nó sẽ được dịch ngược và nó có nghĩa là này ha. Nó sẽ đặt ở cuối. Ví dụ ở đây các bạn thấy this video thì người ta sẽ hiểu đó là cái video này. Còn khi các bạn nghe người khác nói, chẳng hạn như là this computer đi ha. Computer nó có nghĩa là máy tính đấy. Thì chúng ta sẽ hiểu this computer đó là cái máy tính này. Hoặc chúng ta nghe người khác nói this house. House là căn nhà, cho nên this house chúng ta sẽ hiểu đó là căn nhà này. Đấy, nó dịch ngược lại một chút ha. Thành ra nguyên cái cụm từ in this video này các bạn sẽ tạm hiểu đó là trong cái video này. Tiếp tục chúng ta sẽ lại có một cái cụm từ, đó là I'm going to share with you. Ở đây các bạn thấy cái chữ y'm này nó là viết tắt cho cái cụm từ I am ha. I là tôi, em là be đấy các bạn ha. Nếu các bạn không biết be là gì thì các bạn có thể xem lại những cái video ở trong cái chuỗi video lấy lại gốc tiếng Anh của tôi ha. Tiện ở đây thì tôi cũng sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn một cái cấu trúc, đó là be cộng với going to rồi cộng với một cái động từ nào đó thì người ta sẽ hiểu đó là sẽ rồi tới nghĩa của động từ. Ví dụ như ở đây I'm là be và going to rồi sau đó là tới cái chữ share. Chữ share này nó là động từ đấy các bạn, và nó có nghĩa là chia sẻ. Đây các bạn có thể tra ở bên từ điển đấy, share ở đây nó ký hiệu là verb. Verb dịch ra tiếng Việt đó là động từ đấy, share là động từ. Thành ra ở đây I'm going to share nó sẽ là cấu trúc be cộng với going to cộng với động từ đấy, cho nên chúng ta sẽ dịch đó là sẽ, còn share là chia sẻ cho nên là sẽ chia sẻ đấy. Rồi giả sử một lần nào khác các bạn lại nghe được một cái câu đại loại như vậy, I'm going to explain cái gì gì đó đấy, vậy là các bạn có thể hiểu ngay cái cụm I'm going to explain này nó sẽ có nghĩa là tôi sẽ giải thích, bởi vì explain nó là động từ và nó có nghĩa là giải thích. Rồi giả sử một lần nào khác bạn lại nghe được một cái câu chẳng hạn như là I'm going to buy cái gì gì đó đấy, thì các bạn thấy buy nó là động từ và nó có nghĩa là mua, thì mặc nhiên bạn sẽ hiểu ngay nguyên cái câu này nó sẽ có nghĩa là tôi sẽ mua cái gì gì đó đấy. Rất là đơn giản luôn các bạn. Và tiếp theo thì các bạn nhớ luôn cho tôi một cái cụm từ, đây là thiên về từ vựng thôi, đó là share with. Share with nó có nghĩa là chia sẻ với ha. Thì ở đây các bạn thấy nè, share with you, you là bạn ha, thì share with you là chia sẻ với bạn.
rất là đơn giản đúng không các bạn? Cho nên nguyên cái cụm I am going to share with you ở đây các bạn sẽ tạm hiểu đó là tôi sẽ chia sẻ với bạn. Tiếp theo thì các bạn có thể nhìn thấy chúng ta có một cái cụm từ, đó là the number one secret. The number one secret, tôi tạm dịch luôn, đó là bí mật số 1. Không phải cái bí mật này tên của nó là số 1, mà bạn có thể hiểu đây là một cái bí mật đỉnh cao. Đấy, một cái bí mật cao siêu đấy. Về mặt từ vựng thì number one chắc là ai cũng biết rồi ha, đó là số 1. Còn secret nó là danh từ và nó có nghĩa là bí mật. Bạn thấy ở đây nó hơi ngược ngược đúng không? Thì giờ sao? Kệ nó đi, bây giờ tôi dịch cho các bạn vậy thôi. Sau này khi các bạn gặp càng nhiều những cái trường hợp mà nó ngược như vậy, tự dưng các bạn sẽ cảm nhận được nó thôi. Bản thân tôi mà giờ bảo tôi giải thích cái khúc này thì tôi cũng chịu, tôi không biết giải thích các bạn ạ. Đối với tôi, khi mà tôi học tiếng Anh, đôi khi tôi gặp những thứ mà tôi nhất thời không thể giải thích được, vì sao thế này, vì sao thế kia, thì trong những trường hợp đấy tôi sẽ học vẹt. Đơn giản, ở đây tôi không giải thích được cho các bạn tại vì sao the number one secret nó lại dịch ngược. Thì đơn giản cứ học vẹt đi. Cứ nhớ đại loại vậy. The number one secret nó có nghĩa là bí mật số 1. Rồi, tiếp theo thì các bạn thấy ở trên màn hình, ở cái con trỏ chuột của tôi, bạn thấy tôi có cái chữ tiếp theo, đó là chữ that. Nếu mà giải thích chuyên sâu cho các bạn thì còn rất nhiều thứ để nói, cho nên tôi sẽ không giải thích về cái chữ này quá nhiều. Thay vào đó tôi có một cái cách khác đơn giản hơn. Tôi sẽ liệt kê ra cho các bạn những cái nghĩa thường gặp của từ này, để rồi sau đó khi mà các bạn đọc hiểu á, các bạn tùy theo ngữ cảnh, các bạn ghép vô cái nghĩa nào hợp thì các bạn lấy. Và dần dần các bạn cũng sẽ cảm nhận được những cái kiến thức liên quan tới cái từ vựng này mà không cần ai chỉ cho các bạn hết. Đầu tiên đó là rằng. Ví dụ như là trong cái câu nói rằng, rồi kể rằng, đấy, rằng cái gì gì đấy. Rồi thứ hai đó là mà. Và thứ ba đó là đó, hoặc là điều đó, cái đó. Rồi, vậy là coi như xong cái chữ that này ha. Bây giờ chúng ta chưa cần dịch tới nó, để chúng ta đọc tiếp đã, để xem coi cái ngữ cảnh này dùng cái nghĩa nào hợp thì chúng ta nhét vô. Tiếp tục chúng ta sẽ mừng cái đoạn cuối, đó là you need to know in order to become disciplined. Ở đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn tiếp thêm hai cái cấu trúc nữa. Cấu trúc đầu tiên đó là need to cộng với một cái động từ thì nó sẽ hiểu đó là cần làm cái gì gì đó. Ví dụ ở đây need to know, know là động từ và có nghĩa là biết, cho nên need to know sẽ hiểu đó là cần biết. Giả sử bạn lại gặp một cái cụm từ khác chẳng hạn như là need to buy, buy là động từ và có nghĩa là mua, cho nên need to buy sẽ là cần mua. Chẳng hạn need to sell đi, thì sell cũng là động từ và nó có nghĩa là bán, thì need to sell sẽ là cần bán. Đơn giản vậy thôi. Và cái cấu trúc thứ hai đó là in order to cộng với một cái động từ, nó sẽ được tạm hiểu đó là để làm cái gì đó. Ví dụ ở đây in order to become, đấy, become là động từ và có nghĩa là trở nên. Đấy, thì in order to become sẽ hiểu đó là để trở nên. Rồi giả sử bạn gặp một cái khác chẳng hạn in order to buy đi ha, thì như nãy tôi nói buy là động từ và có nghĩa là mua, thì in order to buy sẽ là để mua. Rồi quay lại với cái câu ban đầu của chúng ta, chúng ta còn một chữ đó là discipline. Thì cái chữ này tôi dịch luôn, nó có nghĩa là kỷ luật, đại loại về đấy. Cho nên nguyên cái cụm become disciplined nó sẽ có nghĩa đó là trở nên kỷ luật. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại trước cái chữ that để chúng ta dịch thử xem coi cái chữ that trong trường hợp này nó nên dùng cái nghĩa nào. Ở đây các bạn thấy you là bạn ha, need to know có nghĩa là cần biết, tôi vừa mới chia sẻ rồi. Còn in order to become có nghĩa là để trở nên. Đấy, ghép với cái từ disciplined ở cuối nữa thì in order to become disciplined sẽ tạm hiểu đó là để trở nên kỷ luật. Bây giờ xem lại nguyên cái câu của chúng ta. Ở đây đó là in this video I'm going to share with you the number one secret that you need to know in order to become disciplined. Từ nãy tới giờ tôi đã hướng dẫn bạn đọc hiểu từng khúc nhỏ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép lại để xem coi nguyên cái câu này nó có cái nghĩa gì ha. Rồi bắt đầu ha. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với bạn cái bí mật đỉnh cao chấm ba chấm chừa đó. Đây là cái chữ that. Lát nữa chúng ta sẽ làm trắc nghiệm sau. Rồi tiếp tục. Bạn cần biết
để trở nên kỷ luật. Cái chữ that lúc nãy tôi đã cung cấp cho các bạn ba cái nghĩa. Bây giờ chúng ta sẽ làm trắc nghiệm coi cái nghĩa nào hợp để nhét vô ha. Sợ các bạn quên nên bây giờ tôi sẽ nhắc lại luôn ba cái nghĩa đó. Đầu tiên đó là rằng, thứ hai đó là mà, và thứ ba đó là đó, thứ đó, cái đó, vân vân. Đấy, thì ở đây nhìn một cái, liếc sơ qua một chút là các bạn có thể biết ngay. Cái chữ mà là cái chữ hợp nhất. Đây, dịch nguyên câu ha. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với bạn cái bí mật đỉnh cao mà bạn cần biết để trở nên kỷ luật. Đấy, rất là đơn giản đúng không các bạn? Ok, vậy là tạm thời chúng ta sẽ kết thúc cái video này ở đây. Và nếu các bạn cần cái video tiếng Anh mà tôi đã cho các bạn nghe ở trong cái video này, thì các bạn có thể xuống cái phần mô tả của cái video này, cũng như là ở ngay cái bình luận đầu tiên trên cùng của video này. Nó sẽ có cái đường link của cái video đó ở đó, và các bạn chỉ cần bấm vô, nó sẽ dẫn các bạn tới cái video đó thôi ha. Nhân tiện thì tôi cũng sẽ nhắc lại, đó là tôi hiện giờ đã có một cái nhóm Facebook có tên đó là Học Tiếng Anh Cầm Tay Chỉ Việt. Nếu các bạn muốn tham gia thì các bạn có thể truy cập vào cái đường link, đó là group.60giayfire.com. Và nếu bạn cảm thấy cái đường link này khó nhớ thì cứ thoải mái xuống cái phần mô tả của video này, cũng như là ở cái phần bình luận đầu tiên trên cùng của video này, luôn luôn có những cái đường link cần thiết. Ok, that's it. Thanks for watching.